Những góc khuất đằng sau mà chúng ta chưa hề được biết về câu chuyện nhẫn tâm tiễn đưa cả gia đình vợ hờ, trong đó có bào thai mang con ruột của Bùi Vũ Khoa. Thật rùng mình khi nghe qua kế hoạch B và sự thất bại của kế hoạch A. Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Sau đây là những điều mà chúng ta chưa từng biết đến. Kính thưa toàn thể quý vị đang xem trên kênh Đây Đó Cà Mau thân mến, người ta thường hay nói hổ dữ cách mấy cũng không hề ăn thịt con của mình. Nhưng bị can Bùi Vũ Khoa đã không dừng lại ở đạo lý làm người đó, mà đã đi quá giới hạn của mình, chẳng những ăn thịt con mà còn tiễn đưa luôn cả những người thân yêu, những người đã đùm bọc mình trong những năm qua, đó chính là ba mẹ vợ cũng như là người vợ thân thương đầu ấp tay gối với mình trong mỗi ngày. Đã từng lên một kế hoạch thật sự kỹ càng cho mình, cho Chu Toàn, nhưng không, kế hoạch của anh ta đã hoàn toàn bị đảo lộn, bị đổi thay, nên anh ta đã quyết định tiễn đưa từng người một, những người mà anh ta căm phận. Nói đến điều này, chúng ta phải quay lại một chi tiết thật sự đặc biệt, bởi người dân ở đó cho hay, sau khi phát hiện vụ việc, thì trên một bức tường đã có tên từng người mà chính tay Bùi Vũ Khoa đã ghi lên tường, sẽ xử lý, sẽ giải quyết, sẽ đưa tiễn những người đó rời khỏi thế gian này qua lịch trình mà anh ta sắp xếp. Thậm chí trong đó có cả cô hàng xóm, dù không phải là người trong gia đình, bởi vì cô này đã từng gây lộn, cãi nhau với anh ta. Vâng, đó chính là kế hoạch ban đầu, nhưng nó đã bị đổi thay ra sao? Và đây chính là lời khai mới nhất vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bùi Vũ Khoa, khiến cho chúng ta không khỏi bị sốc. Bị can khai vợ của anh ta đã từng có ý định tự tử, nhưng anh ta khuyên ngăn, bởi vì vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, phải sống nhờ vào gia đình ba mẹ vợ ở ấp Láng Cùng, xã Thành Phố, huyện Cái Nước. Chính vì điều này, đó là cuộc sống khó khăn, nên vợ anh ta đã từng có ý định như vậy, nhưng anh ta khuyên chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Nhưng điều khiến anh ta căm phẫn đó chính là bản thân mình không làm ra tiền, rồi cảm thấy tự ti, cảm thấy mình bị xem thường, nên nỗi uất hận trong lòng càng ngày một lớn. Bước đầu là lên danh sách tất cả tên họ của từng người trên vách tường để xử lý theo thứ tự từng người một. Nhưng sau đó anh ta lại có ý định khác, đó chính là xử lý vợ, sát hại vợ xong rồi bản thân anh cũng sẽ tự tử nguyên sinh. Dĩ nhiên đó sẽ là một cách cực kỳ hoàn hảo của anh ta, vừa giải quyết được những mối hận trong lòng và vừa không phải chịu mức án nào cả từ pháp luật. Và điều đặc biệt hơn là mong muốn ý định giải thoát cho cả hai vợ chồng. Nếu thực sự được như anh ta dự tính, với sự can đảm này thì chỉ có hai vợ chồng anh ta ra đi mãi mãi mà thôi, mà ba mẹ vợ của anh ta sẽ được an toàn, chứ không phải là một thảm án rúng động nhiều án mạng như vậy. Nhưng người đời có câu, người tính không bằng trời tính. Bởi vì sau khi anh ta gây án với vợ xong thì bản thân anh ta lại không đủ can đảm để tự tử. Cùng lúc đó thì gia đình người con trai của ba mẹ vợ anh ta về nhà chơi để nấu đồ ăn, để hòng che giấu những việc này nhằm tránh bị phát hiện. Hơn nữa bản thân mình cũng không hề muốn chết. Dĩ nhiên phóng lao thì phải theo lao, leo lên lưng cọp
thì không xuống được nữa. Chính vì vậy, kể từ thời khắc đó, kế hoạch của anh ta đã bị đổi thay so với ban đầu là giải quyết vợ xong rồi đến lượt mình. Nhưng không, hiện giờ thì anh ta đã phải chuyển sang kế hoạch B, đó chính là suy nghĩ cách tiễn đưa hết tất cả những người trong gia đình một để hòng che giấu những hành vi của mình gây ra. Nên Khoa đợi đến khoảng 2 tiếng sau, khi mọi người đã về hết, Khoa thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà, còn ba vợ thì nằm trong phòng ngủ. Nên Khoa đã tiễn đưa cả hai một cách gọn gàng. Điều đặc biệt là Khoa khai Khoa làm việc rất chuyên nghiệp, và không một ai trong số họ đã thấy Khoa tiễn đưa từng người thân của mình. Không ai thấy Khoa làm điều đó cả. Hơn cả thế nữa, đó chính là một sự bình tĩnh, một sự điềm tĩnh đến lạ thường của chính bản thân Khoa. Bởi vì sau khi gây án xong, thông thường đối với một người phạm tội mà nói thì họ sẽ bỏ trốn ngay lập tức, sẽ lẩn khuất khỏi nơi này, cũng như là không hề xuất hiện để ai biết được và bắt mình được. Nhưng đối với Khoa thì không. Khoa đã rất bình tĩnh và về nhà cho gà ăn mỗi ngày. Điều này được ghi nhận lại theo lời con trai lớn đầu tiên của người vợ hờ của Khoa kể lại. Còn kể thêm rằng Khoa vẫn giao du với hàng xóm bình thường, vẫn cười nói niềm nở, vẫn mượn tiền họ một cách thông dong, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và về nhà mỗi ngày cho gà ăn các thứ. Và ai có hỏi thì Khoa nói bố mẹ đã đi du lịch rồi, cả nhà không có ai. Chính vì điều này nên cả xóm không hề phát hiện điều gì. Hơn nữa, thấy Khoa ở nhà bình thường như vậy nên không một ai có thể nghi ngờ. Sự việc chỉ bị bắt đầu phát giác khi trong nhà đã bắt đầu phát ra mùi tử khí, mùi hôi thối đã lan tỏa ra đường. Khi đó mọi người mới chú ý về căn nhà mà nơi Khoa che giấu sự thật này. Dĩ nhiên, theo một cách tự nhiên mà nói thì cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, và muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Khoa đã bình tĩnh như vậy, nhưng đó cũng chính là con dao hai lưỡi của Khoa. Bởi vì tử thi sẽ có ngày phân hủy, xác sẽ bốc mùi, không thể nào che đậy mãi như vậy được. Và cuối cùng, tất cả những kế hoạch A, kế hoạch B của Khoa đã rơi vào thảm bại hoàn toàn, không một chút gì thành công. Chỉ thành công ở đây đó chính là lòng uất hận của mình được giải tỏa, còn mình sẽ mãi mãi ân hận ngàn thu, bởi vì con của mình, vợ của mình và những người từng cu mang với mình, từng đối xử tốt với Khoa đã hoàn toàn bị Khoa lấy oán trả ơn. Qua đây chúng ta thấy một cuộc sống đơn thuần của một người cũng dễ dàng bị rơi vào những ngã rẽ đáng sợ mà chúng ta không thể nào lường trước được bất cứ điều gì. Đây đó, Cà Mau cũng kính chúc cho toàn thể quý vị sức khỏe cũng như là sự bình an nhất định trong cuộc sống, và chúng ta dĩ hòa chi quý, yêu thương với nhau để đùm bọc nhau, dù là người dưng hay là người xa kẻ lạ. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở video sau. Trân trọng cảm ơn.